Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 40. Dứt lời, Lý Dục Thần đột nhiên giơ kiếm lên, chém xuống đầu vai Châu Khiếu Uyên. Bách Phú Minh cực kỳ sợ hãi, chỉ vào Lý Dục Thần nói, cậu. Ngược lại Châu Khiếu Uyên vẫn bình tĩnh, nhìn vết máu màu đen rỉ từ đầu vai mình ra, lù lù bất động, vết thương của kiếm này có điểm đặc biệt gì? Lý Dục Thần đáp, kiếm khí tận xương, không có thuốc nào cứu được. Bách Phú Minh cả giận nói, thầy có lòng tốt giúp cậu, sao cậu lại hại người như vậy? Nói xong liền muốn ra tay. Châu Khiếu Uyên ngăn cản ông ta, cười nói, Phú Minh, đừng tức giận. Cậu không biết dụng ý của Dục Thần, cậu ấy sẽ không hại tôi. Lý Dục Thần khẽ gật đầu, anh rất bội phục sự bình tĩnh của Châu Khiếu Uyên. Anh duỗi ngón tay ra, liên tục điểm mấy lần trên người Châu Khiếu Uyên, bảo vệ tâm mạch, lại lấy ra một viên đan dược, cho Châu Khiếu Uyên ăn vào. Trong miệng Châu Khiếu Uyên thơm ngọt như linh huyền cuồn cuộn, nuốt vào bụng, ông ta chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, một luồng chân khí khác với khi ông A tu luyện bắt đầu nảy mầm. Ông ta vô cùng vui mừng, quả nhiên là linh dược tiên giai. Lý Dục Thần đáp, đây là đan huyền nguyên tôi mang từ Thiên Đô tới, vốn chuẩn bị dùng trước khi độ lôi kiếp, kết quả lôi kiếp của ta đến quá đột ngột, không dùng tới. Võ hồn của ông Châu Đại Thành, có thể dùng đan dược này. Tôi lại tăng ông thêm một dẫn độ phù. Nói xong, anh vẽ bùa trong hư không, không trung lập tức xuất hiện một mảnh ánh sáng màu vàng kim cấu tạo thành phù chú. Những chú văn màu vàng kim kia dường như có linh tính, lần lượt chui vào trong đầu của Châu Khiếu Uyên. Vẻ mặt Châu Khiếu Uyên từ chết lặng trở nên kinh ngạc, sau đó vui mừng quá đỗi. Lý Dục Thần vẽ phù xong, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, ông Châu có thể tu luyện theo dẫn độ phù, về phần có thể học được nhiều hay ít, đều là cơ duyên của ông, tôi cũng không dám đảm bảo. Tóm lại, nếu có thể nhìn thấy thang trời ở trong đầu, ông có thể đi đến Côn Luân. Đến nơi đó, đi theo thang trời trong đầu, sẽ có người đón tiếp. Vui mừng quá đỗi. Châu Khiếu Uyên rời khỏi chỗ ngồi, khom lưng cúi đầu với Lý Dục Thần, muốn quỳ xuống. Bách Phú Minh bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn, không dám ngăn cản. Lý Dục Thần nhanh chóng đỡ lấy Châu Khiếu Uyên, nói, ông Châu không cần cảm ơn tôi, là tu vi và cơ duyên của chính ông đến. Chỉ là, con đường lên thang trời không hề dễ dàng, không phải người nào cũng có thể đi lên. Nếu giữa đường dẫn tới lôi kiếp, rất có khả năng vạn kiếp bất phục. Cho nên, trước khi xuất phát, ông hãy sắp xếp xong chuyện sau này. Châu Khiếu Uyên cười ha ha, đáp ta sống hơn 100 tuổi, trải qua mấy lần thay đổi triều đại, nào còn chuyện sau này nữa. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua vết thương trên vai Châu Khiếu Uyên, vết thương của kiếm này đã không còn đáng ngại, có điều, khí huyền minh còn lưu lại bên ngoài vết thương, tạm thời sẽ không khép lại được. Nếu Đồng Hạo trông thấy vết thương của ông, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với kiếm của tôi. Châu Khiếu Uyên gật gật đầu. Thoạt nhìn dáng vẻ rất vui vẻ, được, hy vọng Đồng Hạo kia có thể tới, tốt nhất câu ra được cả ba người kia luôn. Phú Minh, chúng ta cố gắng phối hợp với cậu Lý, diễn thật tốt vở kịch này. Thử xem ông già hơn 100 tuổi ta có thể đạt được vai nam phụ tốt nhất hay không, ha ha ha. Bách Phú Minh chưa từng thấy dáng vẻ ân sư của mình vui vẻ như lão ngoan đồng này, vết thương trên vai vẫn chưa khỏi hẳn mà vẫn còn cười được. Có điều... Vừa nghĩ đến việc sư phụ rất có cơ hội đột phá hạn chế võ đạo, đi lên một đỉnh cao khác, ông ta cũng vui vẻ trở lại. Bên kia thang trời rốt cuộc có dáng vẻ gì? Nếu sư phụ đi lên, tương lai mình có cơ hội đi lên không? Trong đầu Bách Phú Minh xuất hiện hình ảnh, một cầu thang thẳng tắp và dốc đứng, xuyên thẳng mây xanh, một ông già lẻ loi đi một mình, trong mây có hạc trao liệng. Lý Dục Thần đi vào Bạch Vân Quan lần thứ hai. Lần trước đến Bạch Vân Quan. Anh tổng cộng gặp 4 đạo sĩ, Kim Tam Mộc, Tưởng Tuyền Lâm, Mạc, Thanh, Liên Thành. Kim Tam Mộc dẫn đội đi Bắc Mỹ vẫn chưa trở lại, Mạc Thanh cũng ở trong đoàn đó. Tưởng Tuyền Lâm bị Kim Tam Mộc loại bỏ chức vụ giám viện, còn đang diện bích hối lỗi tại Tiểu Bồng Lai. Cũng may vẫn còn tiểu đạo sĩ Liên Thành, nếu không thì chẳng quen biết một ai, lại phải lấy ra Thiên Đô lệnh. Nếu gặp phải người không nhận ra Thiên Đô lệnh như Tưởng Tuyền Lâm, khó tránh khỏi bị trào phúng vài câu, rồi dùng pháp thuật kinh sợ bọn họ một phen, làm màu. Có đôi khi thật sự là không muốn làm màu cũng không được. Đạo sĩ Liên Thành không biết Thiên Đô, ngày đó lúc Lý Dục Thần lấy ra Thiên Đô lệnh, anh ta đã đi xuống. Nhưng anh ta biết, cậu Lý này có địa vị rất lớn,
ngay cả sư thúc Kim Tam Mộc đều cung kính với anh. Cho nên anh ta cũng đối đãi cung kính với Lý Dục Thần. Lý Dục Thần liền nói, nếu ông ta đang ngồi khám thì đừng quấy rầy, dù sao đạo trưởng Vương đã bế quan 20 năm, tôi cũng không vội. Tôi ra ngoài đi dạo, đợi y quán nghỉ làm lại đến. Liên Thành nói xin lỗi, y thuật của Bạch Sư Thúc rất giỏi, bên ngoài rất có danh tiếng, người tìm đến ông ấy xem bệnh rất nhiều. Mỗi lần khám bệnh thường xuyên kín người hết chỗ, có thể phải đến đêm khuya. Lý Dục Thần hỏi, một tuần ông ta ngồi khám mấy ngày? Trước kia là một tuần 3 ngày, về sau làm giám viện, hiện tại giảm xuống còn 1 ngày rưỡi, cả ngày thứ 7 và nửa ngày thứ 5. Vậy ngày mai tôi quay lại. Liên Thành liên tục khom người nói xin lỗi, muốn đi dạo cùng nhưng bị Lý Dục Thần từ chối. Anh dẫn theo Lâm Mộng Đình đi lòng vòng trong Bạch Vân Quan, còn kể chuyện cũ của mấy con khỉ đá cho Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói, sao anh biết chuyện này? Lý Dục Thần thần bí nhìn đông nhìn tây một lượt, sau đó lại gần cô, nhỏ giọng đáp, học lỏm từ hướng dẫn viên du lịch. Lâm Mộng Đình không khỏi mỉm cười. Lúc này, vừa khéo có một hướng dẫn viên du lịch giơ cờ, mang theo một đoàn khách du lịch tiến đến, đứng đó giảng giải. Lý Dục Thần liền kéo Lâm Mộng Đình tới. Lâm Mộng Đình chưa từng trải qua chuyện như vậy. Làm đại tiểu thư nhà họ Lâm của thành phố Hòa, từ nhỏ đi đâu cô đều có xe riêng đưa đón, có chuyên gia đi cùng, nào có chuyện đi ké đoàn du lịch. Nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu đến nước miếng văng tung tóe, nhìn những du khách kia vội vàng chụp ảnh lưu niệm, chỉ có mình Lý Dục Thần nghe nghiêm túc nhất, cô cảm thấy thật là thú vị. Lại nhớ đến cảnh tượng gặp mặt Lý Dục Thần lần đầu tiên, thời điểm đó anh vẫn còn là nhân viên phục vụ quèn đi làm trong quán cơm thân dân, cô chẳng thể ngờ được, anh không chỉ là vị hôn phu hứa hôn từ khi còn bé của mình, mà còn là tiên nhân trên thiên đô. Lâm Mộng Đình vẫn còn nhớ lần đầu tiên bọn họ ăn đồ nướng, anh nói mình có xuất thân bất phàm, còn cả cái gì mà văn có thể an bang, võ có thể định quốc, cô cho rằng anh đang khoác lác, chỉ cảm thấy buồn cười. Về sau mới phát hiện, lời anh nói là thật. Nhưng, lúc anh nói ra những lời này, trong miệng còn ngậm thịt dê nướng. Nào có dáng vẻ xuất thân bất phàm cơ chứ. Ké xong đoàn du lịch, đi ra khỏi Bạch Vân Quan, Lý Dục Thần hỏi cô, sao hả, rất thú vị đi. Là thật sự thú vị. Vậy kế tiếp, anh muốn dẫn em đến nơi nào nữa, để cho em mở mang tầm mắt, Lâm Mộng Đình tràn ngập mong đợi. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ, anh dẫn em đi bái thần tiên. Lâm Mộng Đình sững sờ, vùng đất thần tiên nổi tiếng nhất thủ đô chẳng phải là Bạch Vân Quan sao? Còn có chỗ nào nổi tiếng hơn cả Bạch Vân Quan nữa? Em đi thì biết. Lý Dục Thần dẫn theo Lâm Mộng Đình đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vào một con ngõ nhỏ. Đến nơi đó, Lâm Mộng Đình mới biết được hóa ra là một tòa miếu Hoàng Đại Tiên. Cái miếu này nhỏ đến đáng thương, cổng chính còn không to bằng cửa nhà tứ hợp viện khác. Bước vào bên trong chỉ có một cái sân. Trong sân đặt một lư hương lớn, khói xanh lượn lờ. Chỉ có một tòa trong điện thờ phụng một bức tượng thần, cầm phất trần trong tay, râu dài tung bay, rất tiên phong đạo cốt. Có điều, Lâm Mộng Đình nhìn tượng thần này cứ cảm thấy hơi kỳ quái. Cửa vào đại điện bày một cái bàn, trên mặt bàn đặt một ống thăm trúc, bên cạnh dựng một tấm bảng, trên đó viết, rút quẻ 20 đồng, đoán xâm 50 đồng. Hai vị. Rút quẻ không, người có dáng vẻ đạo cô ngồi sau bàn thấy bọn họ tiến vào, ánh mắt sáng lên, nơi này có quẻ nhân duyên là linh nghiệm nhất, xem hai vị xứng đôi vừa lứa, trời sinh một đôi, nhất định có thể bốc được thăm tốt nhất. Lý Dục Thần cười đáp, chắc chắn là quẻ tốt nhất, vậy còn cầu cái gì? Đạo cô sững sờ, nhưng cũng có thể là quẻ rất xấu mà. Chợt cô ta ý thức được, câu này khiến lời chào hàng vừa rồi của mình đổ xuống sông xuống bể, thuận miệng. Nói, hai người hẳn là đến từ nơi khác đúng không, xem cô gái này, xinh đẹp trắng trẻo thế cơ mà. Có thể đến tòa miếu nhỏ này của tôi chính là duyên phận. Xem dáng vẻ, của hai người, nhất định là quẻ tốt, cầu quẻ tốt cầm về làm kỷ niệm cũng được. Lời này khiến Lâm Mộng Đình động lòng, nhân tiện nói, Dục Thần, chúng ta cầu một quẻ đi. Lý Dục Thần đáp, cầu một quẻ cũng được, nhưng tôi nhớ năm ngoái đến thì rút quẻ là 10 đồng, đoán xâm 30 đồng. Sao giờ lên giá rồi? Đạo cô đáp, ấy già, giờ có cái gì không tăng giá chứ? Ngay cả miếng trúc làm quẻ cũng tăng. Hơn nữa, ngày ngày tôi đều ngồi ở chỗ này, nghênh ra nghênh vào, nguy cơ bị cảm cúm siêu lớn, cậu nói có phải hay? Không, hiện tại mua viên thuốc còn đắt,
năm nay lại thêm virus cúm A, Oseltamivir bán hết cả hàng. Sang năm thêm dịch virus tiêu chảy nữa, đến giấy vệ sinh cũng không mua nổi. Lý Dục Thần sửng sốt, trong lòng tự nhủ sao đạo cô này lại lắm mồm như vậy, hình như năm ngoái đâu có như này đâu. Đây không phải là đạo cô, đây là đa cấp mới đúng. Anh đột nhiên cảm thấy, giọng điệu ba hoa của đạo. Cô này sao có cảm giác hơi hơi quen thuộc, anh chợt giật mình ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt tượng thần Hoàng Đại Tiên này mơ hồ hiện lên vẻ sống động, đang liếc nhìn bọn họ. Nghe thấy tượng thần mở miệng nói chuyện, Lâm Mộng Đình vô cùng kinh ngạc. Ngược lại, đạo cô ngồi ở chỗ đó rất bình tĩnh, rất có phong phạm của cao nhân gặp chuyện không sợ hãi. Lâm Mộng Đình chợt hiểu ra, thần tiên mà Lý Dục Thần dẫn cô đến bái chính là vị Hoàng Đại Tiên này. Nhưng cô vẫn không nhìn ra, vị Hoàng Đại Tiên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao tượng thần bằng bùn mà có thể mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ thật sự có thần linh nhập thể? Hiện tại, Lâm Mộng Đình cũng xem như bước vào cánh cửa tu hành, sử dụng thần thức không quá mạnh của cô quét qua tượng thần, lại không phát hiện được điều gì. Sao cô có thể biết được, đây là pháp chú lần trước. Lý Dục Thần làm giúp Hoàng Đại Sơn giấu đi thần khí, tránh bị người khác phát hiện, cho nên dựa vào thần thức, người tu hành không thể phát hiện được, huống hồ thần thức của cô còn rất yếu. Đây chính là thần tiên anh muốn mang em đến bái, Lâm Mộng Đình hỏi. Đúng vậy. Lý Dục Thần nói, tên này rất linh. Tên này, Lâm Mộng Đình kinh ngạc nói, sao anh lại bất kính thần tiên như thế, cẩn thận khẩu nghiệp. Lý Dục Thần chưa kịp lên tiếng, tượng thần đã mở miệng. Không sao, không sao, cậu Lý gọi tôi là cái gì cũng được. Chợt thấy Hoàng Đại Tiên bước xuống khỏi thần đàn. Gương mặt tượng bùn kia nhiều thêm mấy phần sức sống so với vừa rồi, nhưng toàn bộ cơ thể vẫn lộ vẻ ngốc nghếch. Lúc này Lâm Mộng Đình mới nhìn rõ. Hóa ra thứ đi xuống không phải tượng thần, mà là một người khác, bởi vì tượng thần vẫn còn đang yên ổn ngồi trên thần đàn. Thấy Hoàng Đại Tiên xuống thần đàn, đạo cô cũng đứng lên, không hề kinh ngạc hay cung kính với thần tiên hiện hình, ngược lại là rất quen thuộc hỏi thăm. Mọi người đều quen biết à? Quen biết, vị này là cậu Lý, một tay Hoàng Đại Tiên cầm phất trần, một tay vân về sợi râu dưới cằm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tam tỷ, còn không mau qua bái kiến cậu Lý. Đạo cô được ông ta gọi là tam tỷ đi ra từ sau bàn, uyển chuyển cúi đầu nói, Diêu tam tỷ bái kiến cậu Lý. Diêu tam tỷ ăn mặc quần áo đạo cô, lúc ngồi yên một chỗ thì không nhìn ra, nhưng vừa đứng lên, đạo bào cũng không giấu được dáng vẻ thùy mị, cách đi đứng, phong tư hiểu điệu kia. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua Hoàng Đại Sơn, lắc đầu nói, ông có biết mình vi phạm quy định rồi không? Hoàng Đại Sơn mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt chợt bị dọa đến quỷ bịch một tiếng, cậu Lý, tôi không có, thật sự không hề dùng mánh khóe, đều là hai bên tình nguyện. Diêu tam tỷ giật nảy mình, đường đường Hoàng Đại Tiên sao lại quỳ xuống. Cô ta cũng là người thông minh, biết Hoàng Đại Tiên quỳ xuống, cậu Lý này chắc chắn có lai lịch không nhỏ, là một nhân vật không thể trêu vào, nói không chừng là thần tiên trên trời. Thế là, cô ta cũng bùm một tiếng quỳ xuống. Nói tiếp, cậu Lý cũng đừng trách anh ấy, tôi cũng biết tiên phàm khác biệt, nhưng chúng tôi thật sự là yêu thương nhau. Chẳng phải chuyện xưa còn có hứa tiên yêu bạch nương tử hay sao? Tôi không màng anh ấy là tiên, cũng không màng anh ấy có tiền, tôi chỉ là khâm phục anh ấy. Thích anh ấy, nguyện ý đời này ở trong miếu phụng dưỡng anh ấy. Lời này nói rất khéo léo, Pháp Hải nghe được thì phỏng chừng cũng không nỡ tâm chia rẽ bọn họ. Hoàng Đại Sơn mỉm cười rất đắc ý. Lý Dục Thần bất giác mỉm cười, hỏi Diêu Tam Tỷ. Cô biết ông ta là người gì không? Diêu Tam Tỷ đáp, anh ấy, đương nhiên là thần tiên rồi. Có điều, tôi không phải bởi vì anh ấy là thần tiên mới thích anh ấy, tôi cảm thấy anh ấy rất thú vị hơn người bình thường nhiều. Lý Dục Thần thở dài, nếu cô gặp qua gương mặt thật của ông ta mà còn nói như vậy, tôi cũng lười quản hai người. Rồi anh hét lớn một tiếng, Hoàng Đại Sơn. Ông có biết mình phạm vào sai lầm gì không? Hoàng Đại Sơn bị dọa đến run lẩy bẩy, tôi phạm vào, sắc giới. Lý Dục Thần nghiêm mặt nói, hừ, tôi lười đến quản mấy chuyện lằng nhằng nửa người dưới của ông. Nhưng, ông nhân danh thần tiên vào đời, dùng hình người dối gạt thế nhân, đây là tối kỵ. Nếu có cao nhân đi ngang qua, không cần nói gì thêm, thẳng tay cầm kiếm chém ông. Niệm tình ông chưa tạo thành sai lầm lớn. Lại có công bảo vệ nhà họ Lý, lần này tôi bỏ qua cho ông, món nợ này tạm thời ghi lại cho ông.
Toàn thân Hoàng Đại Sơn run rẩy, ngã xuống mặt đất, sám hối nói, tôi biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Lý Dục Thần không phải làm chút chuyện này hù dọa ông ta, chỉ là nếu hiện tại không ước thúc, tên này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra rắc rối. Yêu quái sống giữa xã hội loài người vốn gian nan, cũng không thể gửi cả đời trong miếu Hoàng Đại Tiên được. Huống hồ, từ xưa tới nay, chuyện tục tĩu của dân gian chưa bao giờ là đối tượng dọn dẹp của chính đạo. Và triều đình, những yêu ma quỷ quái xa vào chuyện cá nước với con người phần lớn thiếu quản chế, không tuân theo chuẩn mực của xã hội loài người, tu vi hơi tăng lên liền dùng pháp luật cấm đoán lung tung. Lý Dục Thần không phải là kẻ không có tình người, chút chuyện nhỏ này cũng không buông tha, mà đang răn dạy nó. Nếu không phải nể tình nó từng đi theo mẹ cung Lăng Yên của anh, lại ở đây bảo vệ nhà họ Lý 20 năm, anh còn lâu mới quản nó. Còn không mau hiện ra nguyên hình, Lý Dục Thần quát lớn. Toàn thân Hoàng Đại Sơn run lên, tiên y cởi ra, hóa thành da lông màu vàng, biến thành một con trồn sóc thân thể béo mập. Phất trần kia hóa ra là cái đuôi của nó. Mặc dù Lâm Mộng Đình kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy gì, dù sao từ khi quen biết Lý Dục Thần đến giờ, cô đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ quái. Vị hôn phu của cô là thần tiên, trong nhà còn có một con nhím biết nói chuyện, giờ phút này nhìn thấy một Hoàng Đại Tiên cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc. Hoàng Đại Sơn ngẩng đầu lên, chiếc đầu nhỏ nhìn Diêu Tam Tỷ, nói, Tam Tỷ, chớ sợ, chỉ là bề ngoài thôi mà, chúng ta thật lòng yêu nhau. Em yêu linh hồn của anh thì sao phải để ý vẻ ngoài của anh như thế nào chứ? Diêu Tam Tỷ ngừng khóc, nhìn ông ta qua cái ngón ai, im lặng 3 giây rồi òa khóc, ôi chao, sao em lại bị một con trồn như anh lừa mất thân thể chứ, em chết quét đi cho rồi. Hoàng Đại Sơn nghe thấy tiếng Diêu Tam Tỷ gào khóc, vội vàng vẫy đuôi một cái, một cơn gió nổi lên dong sân, đóng sập cửa miếu lại. Cơn gió vẫn tiếp tục thổi quanh quẩn trên mặt sân chứ không tan đi, ngăn cách âm thanh ở trong này với bên ngoài. Lý Dục Thần cười nói, mấy tháng nay pháp lực của ông tiến bộ nhanh đớ. Hoàng Đại Sơn dập đầu nói, đây đều là nhờ công cậu chỉ bảo. Lý Dục Thần hừ một tiếng, nhưng tôi không hề dạy ông lừa người khác. Hoàng Đại Sơn vội vàng nói, thưa cậu, tôi thực sự không cố ý lừa Tam Tỷ. Chỉ là tại Tam Tỷ quá đẹp mà thôi, nói đoạn, ông ta còn liếc mắt nhìn Diêu Tam Tỷ, kêu lên, Tam Tỷ, em xem em đó, em xinh đẹp như vậy, sao lại tới chỗ của anh làm đạo cô làm gì? Em đi làm người mẫu, làm ngôi sao chẳng phải là tốt hơn nhiều hay sao? Diêu Tam Tỷ khóc nhỏ lại, sẵn giọng gắt, em đâu có đẹp như vậy chứ? Nếu như em có thể làm ngôi sao, làm người mẫu thì ai thèm tới cái miếu đổ nát của anh làm đạo cô giả làm gì? Hoàng Đại Sơn nói, anh thấy em đẹp hơn đám ngôi sao, người mẫu nhiều. Hiện thời, ngôi sao mặt hot gơn mạng thì có gì hay mà nhìn. Em đã tới được đây, chứng ỏ em có tiên duyên. Diêu Tam Tỷ nhổ một ngụm nước bọt, nói, hứ, tên trồn nhà anh mà cũng biết mặt hot gơn mạng là gì à? Hoàng Đại Sơn nói, anh thường xuyên sang nhà ông Lưu xem ti, đương nhiên là biết rồi. Hơn nữa, chẳng phải cũng từng có ngôi sao tới miếu của chúng ta hay? Sao, con người nổi tiếng trên mạng thì đã tới đây tận mấy đợt rồi, em xem, anh có bao giờ thèm nhìn bọn họ? Lấy một lần không, có một mỹ nhân xinh đẹp như Tam Tỷ ở đây thì dù có là hàng Nga giáng chân, anh cũng không buồn đoái hoài. Siêu Tam Tỷ phì cười, nói, anh chỉ được cái miệng là giỏi. Thế nhưng, vừa nhìn thấy ngoại hình của ông ta, Siêu Tam Tỷ lập tức thôi cười, lại tiếp tục khóc tiết trao, em không sống nổi nữa. Sao anh lại là trồn cơ chứ? Lý Dục Thần lắc đầu, nói, hai người từ từ nói chuyện đi, tôi đi trước đây, buổi tối nhớ tới nhà họ Lý gặp tôi. Vâng, cậu đi thong thả. Hoàng Đại Sơn thấy Lý Dục Thần không phạt mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên sờ miếng băng trán mới nhớ ra mình đang hiện nguyên hình là một con trồn, đương nhiên là không có chuyện toát mồ hôi rồi. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đi ra ngoài, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng Diêu Tam Tỷ khóc và tiếng dịu dàng dỗ dành của Hoàng Đại Sơn. Hức hức, tên trồn nhà anh, sau này đừng đụng vào em nữa, lỡ như sinh ra một con trồn con thì em còn sống thế nào được nữa ồ. Yên tâm đi, không có chuyện ấy đâu, cô giáo Tiểu Dương bên ngõ kế bên nói là anh và con người cách ly sinh sản với nhau. Gì cơ, tại sao cô giáo Tiểu Dương lại nói với anh chuyện này? Ôi, anh và cô giáo Tiểu Dương, tên trồn đáng ghét nhà anh, đồ trồn đáng ghét, oan cho anh quá, thật sự không hề có chuyện đó. Vậy anh nói xem, chuyện gà nhà ông Lưu là thế nào?
vừa rồi cậu Lý đã nói. Tối hôm đó, trăng thanh gió mát, bầu trời quang đãng. Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình đã tới nhà họ Lý từ trước. Họ đứng dưới ngưỡng cửa chạm trổ, ngắm nhìn ngôi nhà cổ kính, tâm trạng Lý Dục Thần có phần nặng nề. Chuyện xảy ra 20 năm trước vẫn còn bị che phủ đằng sau lớp sương mù dày đặc, cho dù anh đã tìm ra được rất nhiều manh mối nhưng vẫn chưa thể thấy rõ ràng. Hy vọng lần này, sau khi Vương Sùng Tiên xuất quan, mây mù sẽ tan đi và bầu trời xanh trong trở lại, giúp anh nhìn thấy rõ chân tướng sự thật. Thế nhưng không hiểu sao, khi càng ngày càng tới gần chân tướng này, Lý Dục Thần lại cảm thấy lo âu và sợ hãi một cách khó hiểu. Hiện tại anh đã có thể khẳng định chắc chắn là ma giáo và đạo môn chính phái đều có tham gia vào sự kiện 20 năm trước. Dựa vào đối tượng báo thù cuối cùng của ông Hữu Toàn thì có thể thấy ma giáo chính là hung thủ thật sự. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, những lời mà Nguyên Định Nhất từng nói vẫn quanh quẩn trong tâm trí của Lý Dục Thần, in bóng tối trong lòng anh, không thể xua đi được. Liệu nhà họ Cung có phải là kẻ đầu sỏ hay không? Liệu có phải ban đầu mẹ anh kết hôn là vì viên ngọc thiên hồn của nhà họ Lý hay không? Lâm Mộng Đình lắng lặng đi theo Lý Dục Thần vào, trong ngôi nhà cũ của nhà họ Lý. Khi rảo bước đi trên nền gạch xanh cổ kính này, Lâm Mộng Đình cảm thấy chuyện này thật thiếu chân thực. Đây chính là nhà họ Lý, là nơi mà vị hôn phu của cô chào đời, là nơi bố mẹ chồng đã khuất của cô từng sinh sống. Điều này mang tới cho Lâm Mộng Đình cảm giác thân thiết lạ lùng với ngôi nhà này. Thế nhưng, tất cả lại dường như ảo mộng, như thể chưa từng tồn tại. Cô nắm chặt cánh tay Lý Dục Thần, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy an toàn, cho cô biết rằng, vị hôn phu mà cô đang cầm lấy cánh tay anh là thật chứ không phải là ảo giác. Thế nhưng, không hiểu sao trong lòng cô vẫn thấy khủng hoảng đến lạ. Cô thấy sợ, sợ rằng sẽ để mất anh. Cô luôn có cảm giác rằng có một sức mạnh kỳ bí nào đó đang tranh giành với cô, muốn cướp anh khỏi tay cô. Ánh trăng chút từ trên bầu trời xuống sân như thủy ngân. Bóng của hai người họ và cây hải đường tựa như một bức tranh in trên tấm lụa màu bạc. Trong yên tĩnh, cảnh đẹp như tranh đan sen với hương hoa dịu dịu này tựa như một giấc mộng. Một con trồn xuất hiện phá hủy hình ảnh duy mỹ này. Nhớ tới những gì xảy ra trong miếu lúc ban ngày, tượng thần Hoàng Đại Tiên trang nghiêm đối lập với một con trồn hèn mọn, nhất là câu chất vấn cuối cùng đầy thông minh của Diêu Tam Tỷ. Khi gặp lại con trồn này, Lâm Mộng Đình không tài nào nhìn thẳng vào nó được. Chào cậu Lý, chào mợ Lý. Lâm Mộng Đình hỏi, ông không quen biết tôi, làm sao ông biết tôi là mợ Lý? Hoàng Đại Sơn chứng chạc nói, mợ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời như mợ mới xứng với cậu Lý. Cậu mợ là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, sau này chắc chắn sẽ trăm năm hòa hợp, à không, vạn năm hòa hợp, bên nhau tới lúc bạc đầu, ân ái ngọt ngào, sớm sinh quý tử, vĩnh viễn không chia lìa. Lâm Mộng Đình buồn cười, che miệng lại cười khúc, khích, nói con trồn nhà ông thật là, không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng linh tinh. Ông học được của ai cái thói dỗ ngon dỗ ngọt này vậy? Nói rồi, Lâm Mộng Đình liếc mắt nhìn Lý Dục Thần. Lý Dục Thần nói, đừng nhìn tôi, ông ta còn biết nhiều thành ngữ hơn tôi nhiều. Hoàng Đại Sơn giơ móng vuốt lên gãi cái đầu nhỏ một cái rồi đáp, thực ra, đúng là tôi học của cậu Lý đấy ạ. Lý Dục Thần trừng mắt, tôi dạy ông mấy thứ này. Bao giờ? Lâm Mộng Đình cười nói, anh xem đi, không chối được nữa chứ gì. Đại Sơn, ông cứ thoải mái nói đi, hôm nay có tôi ở đây, anh ấy không ức hiếp được ông đâu. Hoàng Đại Sơn nói, cậu Lý này không phải là cậu Lý đâu. Hai người đều sững sờ, hỏi còn có cậu Lý nào? Nữa, chính là bố của cậu Lý đây, cậu Lý Vân Hoa nức tiếng cả thủ đô năm xưa. Hoàng Đại Sơn nói, tôi đi theo chân bà cung nên mới quen được với cậu Vân Hoa thường xuyên có thể chọc cho bà cung cười to. Cậu Vân Hoa biết làm thơ, còn biết đánh đàn, biết ca hát, tôi nhớ ông ấy từng hát. Nói rồi, nó gần chiếc cổ họng khàn khàn chói tai của loài trồn lên hát tình ca. Lý Dục Thần nghe vậy ngẩn người, Lâm Mộng Đình không nhịn được. Ôm bụng cười ngặt nghếu, đúng là cha nào con nấy. Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, tôi có như vậy đâu. Lâm Mộng Đình nói, lần đầu tiên chúng ta ăn khuya ở quán nướng, khi đó anh chỉ vừa mới xuống núi, còn chưa biết gì, ngay cả điện thoại thông minh cũng không biết sử dụng, trông cực kỳ quê mùa nhưng hễ anh nói chuyện thì lại đậm chất. Chất gì? Chất, Lâm Mộng Đình cân nhắc chọn lựa từ ngữ, phong lưu phóng khoáng.
Có phải ý cô muốn nói là chất lưu manh không? Lý Dục Thần nói. Nói vậy cũng đúng, Lâm Mộng Đình nhếch môi, cố gắng nhịn cười. Lý Dục Thần mấp máy môi, muốn giải thích gì đó nhưng dường như lại bất lực, không giải thích nổi, đành nói, có lẽ là vì gặp được người đẹp sắc nước hương trời như cô nên tôi mới sa ngã đấy. Lâm Mộng Đình ngẩn người, không khỏi lắc đầu thở dài, anh lộ bản chất rồi chứ gì. Hoàng Đại Sơn ngồi xổm dưới đất, hết nhìn trái lại nhìn phải, không nhịn được hỏi, cậu Mợ đã đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì hiện giờ trong miếu đang không có ai. Ông lại đây, Lý Dục Thần quát, ông nhiều chuyện thật đấy. Giờ đến lượt tôi hỏi ông, trong thời gian qua, có. Những ai từng tới nhà họ Lý? Hoàng Đại Sơn lập tức nghiêm túc đáp, có mấy tốp người từng tới. Gồm những ai? Đầu tiên là Na Như An, con trai nhà họ Na. Trước đây tôi từng gặp anh ta rồi, còn dọa anh ta sợ đái ra quần, cho nên nhớ rất rõ. Lần này, vốn dĩ tôi lại định dọa anh ta bỏ chạy tiếp nhưng nhớ lời cậu dặn dò tôi phải núp đi, cố gắng không để lộ mình nên tôi không làm gì cả, chỉ đứng nhìn anh ta ngang nhiên đi vào trong nhà, coi nơi này như thể nhà mình, làm tôi rõ là tức. Hiện tại, về mặt danh nghĩa, ngôi nhà này là của nhà họ Na nên Na Như An có thể tự do ra vào. Lý Dục Thần ngẫm nghĩ, nói tôi phải lấy lại ngôi nhà này. Sau khi xong chuyện lần này, tôi sẽ tới gặp nhà họ Na để hỏi mua lại nó ngay. Hoàng Đại Sơn vui vẻ nói, vậy cậu cố gắng làm sớm một chút nhé, kẻo đồ ở trong gian mật thất lại bị Ên Na Như An phá ra chỉ tử đem đi bán hết mất. Mật thất bị phát hiện ra rồi à? Lý Dục Thần giật mình hỏi lại. Đúng vậy, Hoàng Đại Sơn nói, hình như hôm đó Na Như An tới đây là để tìm thứ gì đó, anh ta nổi điên lục tung cả ngôi nhà này lên tìm đi tìm lại mấy lần liền. Mật thất cũng bị anh ta phát hiện ra nhưng hình như anh ta không động tới đồ ở trong đó. À, có một việc tôi cảm thấy rất lạ, trước đây Na Như An chỉ là một thằng bỏ đi nhưng lần này dường như anh ta lại trở nên rất có bản lĩnh, có thể truy vết được yêu khí của tôi. Nếu không có tấm bùa công tử cho tôi thì suýt chút nữa tôi đã bị anh A phát hiện ra rồi. Ồ, Lý Dục Thần giật mình, chợt nghĩ tới điều gì đó. Xem ra đúng là phải tới nhà họ Na một chuyến thật rồi. Ngoài Na Như An ra, còn ai tới đây nữa, Lý Dục Thần hỏi. Còn một ông già nhưng tôi không biết ông ta là ai, Hoàng Đại Sơn nói, ông ta tới đây vào mùa đông, tôi nhớ hôm đó trời đổ tuyết to, trời lạnh đến mức gà không dám đi ra ngoài cửa. Ông ta rất kỳ lạ, tới nhà nhưng không làm gì cả, chỉ đứng trong sân, ngay dưới gốc cây hải đường kia, cầm một cây tiêu, thổi hai bài rồi ra về. Thổi tiêu, Lý Dục Thần kinh ngạc. Thấy Lý Dục Thần châm ngâm suy nghĩ, không hề có ý trách cứ mình, Hoàng Đại Sơn mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mộng Đình nói, thổi tiêu đêm tuyết, gửi gắm niêm nhung nhớ, chắc hẳn người này là cố nhân của nhà họ Lý. Liệu có phải là ngoài anh ra vẫn còn người khác còn sống không? Trong lòng Lý Dục Thần dấy lên một chút niềm hy vọng là vậy. Đại Sơn, trông người đó như thế nào? Tóc trắng, râu trắng, vóc dáng cao to, mặt mũi thì tôi không nhìn thấy rõ. Hoàng Đại Sơn hồi tưởng lại, chủ yếu là vì hôm đó lạnh quá, tuyết rơi nặng hạt, một con trồn như tôi mà đứng trên nền tuyết thì quá dễ bị phát hiện nên tôi không dám tới gần để xem cho rõ. Chủ yếu là vì ông không nỡ rời khỏi ổ chăn ấm của ông đúng không? Lâm Mộng Đình cười hỏi. Hoàng Đại Sơn nghiêng đầu một cái, cười hề hề đầy gượng gạo, lập tức nói lảng sang chuyện khác, ông ta thổi hết hai bài rồi đi luôn. Sang năm mới lại có một nhóm người do Na Như An cầm đầu kéo tới đây. Anh ta lại tới đây làm gì nữa? Ban đầu tôi nghĩ là anh ta tới để lấy đồ trong mật thất. Tôi nghĩ bụng, vậy sao được? Đã đi tay không đến đây rồi lại còn định thó đồ của người ta đi à? Nằm mơ. Có ông Hoàng của mày ở đây thì mày đừng hòng mơ. Tưởng tới chuyện đó. Hoàng Đại Sơn ưỡn bộ ngực nhỏ xíu lên, vung vẩy tay chân ra vẻ cực kỳ nghĩa khí, chỉ có cái đuôi là vẫn vô thức vẫy qua vẫy lại lấy lòng. Trông thấy dáng vẻ này của ông ta. Lâm Mộng Đình suýt thì phì cười. Hoàng Đại Sơn tiếp tục nói, lúc đó, tôi lập tức nhảy vào sân, quát lên một tiếng, này. Quân ăn trộm to gan, dám động tới ông nhà mi, các người không biết ngôi nhà này là địa bàn của ông Hoàng nhà mi hay sao? Nói rồi, tôi lắc lư cơ thể, thi triển pháp thuật, trong sân lập tức. Xuất hiện thiên quân vạn mã, cỏ cây biến thành binh lính, làm đám người đó sợ quá bỏ chạy. Hoàng Đại Sơn khoa tay múa chân, nói đầy hào. Hứng, bị Lý Dục Thần vả vào quai hàm,
xoay 3 vòng tại chỗ mới dừng lại. Nói tiếng người đi, Lý Dục Thần nói. Ôi con trồn ngoan ngoãn ngồi xuống, không biết trong nhà có gì mà tên nhãi na như An kia không động. Tới đầu trong mật thất, chỉ nói với người ta mấy câu rồi đi. Nói gì, tôi không biết, không nghe rõ, lần trước suýt chút nữa tôi đã bị thằng nhãi đó tóm được đuôi nên lần này không dám tới quá gần, chỉ nghe thấy Na Như An gọi một người đi cùng mình là cung gì gì đó cất, người kia có vẻ rất kính trọng Na Như An, gọi anh ta là Minh Đại Nhân. Lý Dục Thần nghe thấy chữ cung, không khỏi giật mình, ông có chắc là mình nghe rõ không? Người kia họ cung thật chứ? Lúc này Hoàng Đại Sơn mới nhớ ra cung là họ của mẹ của cậu chủ, không khỏi giật nảy mình, nói cậu chủ, tôi không dám cam đoan, không chắc là họ cung hay họ chung, hay chỉ là biệt danh, tôi nghĩ là làm gì có ai lại tên là cất cơ chứ. Lâm Mộng Đình trầm ngâm nói, Dục Thần, liệu có phải không phải là cung mà là củng không? Anh có nhờ ên mấy người mà ông Hữu Toàn nhờ ông Chu nhắn với anh không? Sao Lý Dục Thần lại không nhớ chứ? Anh lẩm bẩm nói, Đồng Hạo, Đạm Đài Ngọc, Diệp Tiên Lâm, Củng Tiên. Ý cô là Củng Tiên. Hoàng Đại Sơn nói, không phải đâu, rõ ràng Na Như An nói là cất mà, không thể nào lại là tiên được đâu. Lâm Mộng Đình nói, Đồng Hạo, Đạm Đài Ngọc, Diệp Tiễn Lâm, Củng Tiên và Lữ Hiển đã chết được gọi là ngũ sứ ma giáo, đồng thời là đường chủ của năm hiển đường của ma giáo. Có lẽ Na Như An gọi người kia là Củng Ma Sứ hoặc là Củng Lệnh Sứ. Hoàng Đại Sơn bật ngón tay cái, ôi, mợ chủ không chỉ sắc nước hương trời mà còn cực kỳ thông minh. Lý Dục Thần lắc đầu nói, nếu như ông dồn công sức nịnh bợ cho việc luyện công thì có khi hiện tại ông đã độ kiếp hóa hình rồi. Hoàng Đại Sơn sững sờ, nói, nghe nói độ kiếp sẽ bị sét đánh, cậu chủ à, nếu như không có cậu ở bên cạnh tôi thì tôi không dám độ kiếp đâu. Nếu như ông chăm chỉ tu hành thì bao giờ phải độ kiếp, tôi sẽ giúp ông. Nếu ông còn đi lừa tiền. Lừa sắc nữa thì sẽ làm gia tăng kiếp số, một khi lôi kiếp tới, đừng nói là tôi, dù có là Đại La Kim Tiên cũng không giúp được ông. Hoàng Đại Tiên sợ rùng mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cao, dường như đã hạ quyết tâm, dậm mạnh chân một cái, nói. Tôi thà bị sét đánh chứ nhất quyết không thể không ăn trộm gà. Nói xong, ông ta cười nhe răng đầy ngại ngùng với Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Lý Dục Thần vừa bực mình vừa buồn cười. Anh và Lâm Mộng Đình liếc nhìn nhau, im lặng 3 giây, cuối cùng không nhịn được phải bật cười. Nếu như người kia là Củng Tiên thì Na Như An là ai? Lâm Mộng Đình trầm ngâm nói, Củng Tiên là một trong ngũ sứ của Ma Môn, lại là đường chủ của Hiển Đường, chịu trách nhiệm dẫn dắt tín đồ gia nhập ma giáo, vậy mà ông ta lại gọi Na Như An là đại nhân. Xem ra Na Như An có thân phận rất đặc biệt trong ma giáo. Lý Dục Thần nói, bất kể thân phận của Na Như An là gì. Củng Tiên là kẻ thù mà ông nội đã chỉ đích danh phải giết, hiện tại đã có manh mối về người này, nhất định phải tìm cho ra. Lâm Mộng Đình hỏi, anh định làm gì? Tới hỏi thẳng Na Như An ư, làm vậy liệu có đánh rắn động cỏ hay không? Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình lại đến thăm Bạch Vân Quan. Vẫn là tiểu đạo trưởng Liên Thành tiếp đãi bọn họ. Liên Thành tỏ vẻ mặt khổ sở, nói, hôm qua sau khi khám bệnh xong, sư thúc đã vội vã đi, nói là muốn đi thăm một bệnh nhân quan trọng. Cậu Lý, hay là hôm khác cậu lại đến? Lý Dục Thần cao này, bệnh nhân nào mà cần đích thân giám viện của Bạch Vân Quan đi khám bệnh? Tôi cũng không biết, là người của Bách Thảo Đường đến mời ông ấy, Liên Thành nói. Bách Thảo Đường, Lý Dục Thần như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi? Lâm Mộng Đình hỏi, là Bách Thảo Đường cùng nổi tiếng ngang bảng với Đồng Khánh Đường của Tiền Đường phải không? Đúng thế, Liên Thành nói. Bách Thảo Đường không phải là sản nghiệp của nhà họ Bạch sao? Nhà họ Bạch là dược phương phương Bắc, năm đó Bạch Cảnh Thiên được gọi là danh y đệ nhất thủ đô, làm sao còn phải đến Bạch Vân Quan mời người đi khám bệnh, Lâm Mộng Đình không hiểu nói. Liên Thành nói, là thế này, nhà tục của Bạch sư thúc tôi là nhà họ Bạch thủ đô, Bạch Cảnh Thiên là anh. Trai ruột của ông ấy, y thuật của ông ấy có một nửa là truyền thừa từ nhà họ Bạch. Sau khi Bạch Cảnh Thiên qua đời, nhà họ Bạch có bệnh khó, con cháu không thể giải quyết, cũng sẽ đến mời Bạch sư thúc. Nhưng phần lớn là đệ tử nhà họ Bạch đến Bạch Vân Quan, muốn đích thân sư thúc tôi đi, hoặc là bệnh này vô cùng hiếm thấy, hoặc là thân phận bệnh nhân đặc biệt. Lý Dục Thần hỏi, bao lâu thì có thể về? Liên Thành lắc đầu nói, việc này không nói trước được. Sư thúc sinh ra ở nhà họ Bạch, quay về,
ở lại mấy ngày cũng là bình thường. Tuy Bạch Vân Quan chúng tôi là toàn chân, nhưng ở thủ đô phồn hoa, cũng không phải. Không thân thiết tình người. Lý Dục Thần nghĩ một lúc đứng lên, nói với Lâm Mộng Đình, đi thôi, chúng ta đến Bách Thảo Đường. Liên Thành đứng lên tiễn, hai vị đi thong thả. Tiễn hai người ra đến cổng núi, nhìn bóng dáng họ biến mất, Liên Thành mới lấy điện thoại ra gọi cho một số nói. Sư Thúc, họ đến Bách Thảo Đường tìm Sư Thúc rồi. Phía bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, chỉ đáp lại ba chữ tôi biết rồi. Đi khỏi Bạch Vân Quan, Lâm Mộng Đình cười nói. Anh định đến Bách Thảo Đường thể hiện thần uy, đánh bại tất cả danh y thủ đô sao? Ở tiền đường, ngay cả ông Hồ cũng phải phục anh sát đất. Lý Dục Thần lắc đầu nói, anh chẳng rảnh rỗi mà so tài y thuật với họ. Anh chỉ có cảm giác, bác đạo trưởng. Bạch Phương Hưng này hình như có ý tránh anh. Lâm Mộng Đình ngạc nhiên nói, tài y sao anh lại nghĩ vậy? Lý Dục Thần nói, trực giác thôi, cứ đi xem là biết. Lâm Mộng Đình nói, trực giác của anh thật kỳ lạ, anh và nhà họ Bạch chưa từng qua lại, làm sao có trực giác đó chứ? Lý Dục Thần cười nói, đó gọi là bản năng của tiên nhân. Em tu hành càng tinh sâu, trực giác cũng sẽ càng nhạy cảm. Đến cảnh giới nhất định, cách vạn dặm có ý người nổi lên ý muốn giết em cũng có thể cảm nhận được. Thật không, Lâm Mộng Đình hiếu kỳ nói, anh cũng có thể ư. Anh vẫn chưa lợi hại như vậy. Nếu bây giờ trong vòng 10 dặm có sát thủ mai phục muốn giết anh, chắc chắn không giấu được anh. Nhưng một ý nghĩ của người cách vạn dặm, cần phải biến ý trời thành của mình, dung hợp vạn vật thành cảnh giới của bản thân. Tiến lên một bước, chính là dung hợp thiên địa tạo hóa thành một rồi. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, cao thâm quá, em không hiểu. Anh cũng không được, thì có ai có thể là được đây? Lý Dục Thần ngóng nhìn bốn phương, nói, có lẽ đại sư huynh có thể làm được. Thấy Lý Dục Thần châm tư, Lâm Mộng Đình biết anh nhớ đến đồng đạo sư môn, cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đi tiếp. Lý Dục Thần định thần lại, bỗng nhớ đến điều gì, nói. Vừa nãy em nói Bạch Cảnh Thiên là danh y đệ nhất thủ đô, y thuật của ông ta so với ông Hồ thì thế nào? Lâm Mộng Đình không suy nghĩ liền nói, chắc chắn giỏi hơn ông Hồ. Sao em chắc chắn như vậy? Lý Dục Thần nói, ông Hồ là danh y đệ nhất tiền đường, ý của em, Hạnh Lâm phương Nam, chắc chắn không bằng y thuật phương Bắc ư. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, em không có ý đó, anh có biết cuộc chiến hai phương, năm đó không? Cuộc chiến hai phương là thế nào? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói. Hồi học đại học ở Giang Nam, em nghe người của học viện y nói chuyện phiếm nên mới biết. Sau này vì anh mà có qua lại với mấy người ông Hồ, nên lại nghe ngóng hỏi thăm một chút. Lâm Mộng Đình nói. Bỏ qua Phật y và Đạo y, Hạnh Lâm thiên hạ phân thành hai tông Nam Bắc. Phương Nam đứng đầu có Đồng Khánh Đường của Hồ Thị Tiền Đường, phương Bắc đứng lờ đầu là Bách Thảo Đường của nhà họ Bạch Thủ Đô. Từ tiền triều, hai nhà Bạch Hồ đã thành đại diện của Hạnh Lâm Nam Bắc, cũng âm thầm so đấu với nhau. Mấy chục năm trước, nhà họ Bạch có Bạch Cảnh Thiên y thuật cao siêu, được gọi là quốc thủ Hạnh Lâm, danh y đệ nhất thủ đô. Còn nhà họ Hồ ở tiền đường cũng có Hồ Vân Thiên, cũng được gọi là danh y đệ nhất Giang Nam. Nghe nói những bệnh nan y khó chữa trong thiên hạ, không có bệnh gì là hai người họ không chữa được. Rốt cuộc hai người này ai mới là danh y đệ nhất thiên hạ? Đương nhiên trở thành chủ đề bàn luận Hạnh Lâm. Hai người so đấu ngoài sáng trong tối mấy chục năm, giai đoạn lịch sử này cũng được gọi là cuộc chiến hai phương. Lâm Mộng Đình nói, nghe nói hơn 20 năm trước có tổ chức đại hội Hạnh Lâm Nam Bắc ở Bạc Châu Dược Đô, dùng lý thuyết y thuật, bệnh án, phương thuốc và chữa bệnh tại chỗ để tiến hành thi đấu. Thực ra là hai người Bạch Cảnh Thiên và Hồ Vân Thiên so tài cao thấp, để định ra ai mới là thiên hạ đệ nhất. Cuối cùng hình như là Hồ Vân Thiên thua trận, Bạch Cảnh Thiên chiến thắng. Từ sau đó, Hồ Vân Thiên biến mất, có người nói ông ta trầm cảm mà chết, cũng có người nói ông ta đã ẩn cư. Lý Dục Thần cao mày, nói như vậy, y thuật của Bạch Cảnh Thiên còn cao minh hơn Hồ Vân Thiên. Lâm Mộng Đình nói, có lẽ gần như nhau, giỏi thì cũng chỉ giỏi hơn chút. Nếu không sau này Bạch Cảnh Thiên vẫn luôn không chịu nhận danh hiệu thiên hạ đệ nhất này. Có lẽ trong lòng ông ta cũng nghĩ rằng Hồ Vân Thiên không kém hơn ông ta. Thắng thua, có lúc cũng dựa vào may mắn. Lý Dục Thần trầm mặc một lúc, nói, Bạch Cảnh Thiên ở thủ đô, y thuật lại giỏi hơn Hồ Vân Thiên một chút, tại sao người chữa bệnh cho mẹ anh là Hồ Vân Thiên, chứ không phải Bạch Cảnh Thiên? Với thanh thế năm đó của nhà họ Lý, chắc cũng không đến không mời được Bạch Cảnh Thiên. Trừ phi,
Lâm Mộng Đình cũng là tối qua đến khu nhà họ Lý mới biết chuyện liên quan đến mẹ của Lý Dục Thần, cũng đã biết Hồ Vân Thiên giúp bà ấy giải trừ ma tâm thánh nữ, mới khiến lúc Lý Dục Thần ra đời không bị nhiễm ma. Khí. Nếu không, không cần huyết mạch thức tỉnh, anh vừa sinh ra đã là ma đạo, rất có thể năm đó đã bị vứt vào bồn cầu cho chết rồi. Xét từ chuyện này, Hồ Vân Thiên cũng là ân nhân cứu mạng của Lý Dục Thần. Anh muốn nói nhà họ Bạch và nhà họ Lý có hiềm khích, thậm chí là thù hận, Bạch Cảnh Thiên không chịu chữa bệnh cho mẹ anh, cho nên lần này Bạch Đạo. Trưởng cũng né tránh anh, Lâm Mộng Đình lo lắng nói. Có phải hay không, đi mới bê Lý Dục Thần nói, bất kể thế nào, anh phải lấy lại thể diện đã mất của ông Hồ trước rồi tính. Bách Thảo Đường là thương hiệu từ xưa của thủ đô, đã có lịch sử mấy trăm năm, có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Đối với dân chúng thủ đô mà nói, Bách Thảo Đường chính là điện dược vương, năm đó Bạch Cảnh Thiên là dược vương sống. Những người thế hệ trước của thủ đô đều biết, những ai có bệnh nan y khó chữa đến Bách Thảo Đường tìm Bạch Đại Phu, chắc chắn không sai. Bất kể bệnh viện nào chẩn đoán ra bệnh nan y, chỉ cần Bạch Đại Phu không nói không chữa được, thì có hy vọng. Ngược lại, nếu Bạch Đại Phu nói không chữa được, thì phải chuẩn bị hậu sự, không cần đi bệnh viện nào hết. Tổ tiên nhà họ Bạch là Ngự Y Cung Đình. Đại diện là Miếu Đường Chính Tông. Cuộc chiến hai phương của Bạch Cảnh Thiên và Hồ Vân Thiên năm đó, xét từ một mặt khác, cũng là cuộc chiến Miếu Đường và Giang Hồ. Bạch Cảnh Thiên chiến thắng không chỉ là thắng lợi của nhà họ Bạch, cũng là chiến thắng của phái Miếu Đường. Đối với dân chúng sống dưới Hoàng Thành, cũng là một phần tự hào của họ. Đương nhiên, thanh niên hiện nay phần lớn không biết cũng không quan tâm chuyện này, thỉnh thoảng nghe người già nhắc đến, cũng chỉ coi như người thế hệ đó không có văn hóa. Họ tin vào khoa học, tin vào bệnh viện lớn hiện đại hóa hơn. Chỉ khi bệnh viện lớn bó tay, họ mới đến Bách Thảo. Đường thử vận may. Từ sau khi Bạch Cảnh Thiên qua đời, nhà họ Bạch đã mất huy hoàng ngày xưa, nhưng Bách Thảo Đường vẫn là đông như chảy hội, người đến khám nườm nượp không ngớt. Trong mắt mọi người, nhà họ Bạch vẫn là đại diện tuyệt đối của Trung Y chính thống, bất kể là nhà họ Hồ ở phương Nam, hay là người nào khác, đều là lang trung giang hồ, đều không bằng được. Giống như trong mắt rất nhiều người thủ đô, người ngoại tỉnh đều là người nhà quê, dù bạn có giàu đến đâu, cũng là hộ mới phát, nhà quê, bạn không bằng được ông lão phe phẩy quạt hương bổ trọi dế trong ngõ, tổ tiên người ta tốt xấu gì cũng là người cho ngựa ăn trong phủ Bối Lạc, từng khiêng kiệu cho Bối Lạc ra. Cho dù Bạch Cảnh Thiên không còn nữa, Bách Thảo Đường vẫn là Bách Thảo Đường, giống như bức hoành mà Hoàng đế Tiền Triều để viết, treo trên cao cúi nhìn dân chúng. Đồng Khánh Đường của Tiền Đường có hoành phi. Viết không tính hai giá, có nghĩa là không ức hiếp khách hàng, thể hiện chân thành và chữ tín của Đồng Khánh Đường. Nhưng Bách Thảo Đường khinh thường, cũng không cần khẩu hiệu như này, chỉ dựa vào ba chữ Bách Thảo. Đường, chỉ dựa vào đại ấn hoàng đế ở hai bên trái phải ba chữ đó thì đã có uy tín. Lý Dục Thần đi đến trước cửa Bách Thảo Đường, ngẩng đầu nhìn ba chữ vàng lóng lánh trên hoành phi, thứ ập vào mặt chính là ngạo khí cao cao tại thượng cúi nhìn chúng sinh. Cửa sổ đăng ký xếp thành hàng dài, bên trong cửa sổ thỉnh thoảng truyền ra giọng nói bực bội của nhân viên, hết số rồi, người tiếp theo. Có người không từ bỏ hỏi, có thể thêm cho tôi một số không? Tôi ngồi xe lửa cả đêm, đi từ xa đến, còn chưa ăn sáng cơi. Không thêm, người tiếp theo. Vậy có bác sĩ khác không, giới thiệu cho tôi? Tôi không biết anh bị bệnh gì làm sao giới thiệu cho anh. Tự đi xem biển đăng ký bên cạnh, ở đó có tên bác. Sĩ, người đó còn muốn hỏi, bảo vệ đến đuổi đi, ấy ấy, đừng ảnh hưởng người phía sau, trên tường bên đó có giới thiệu bác sĩ, tự đi xem đi. Bảo vệ nhìn thấy họ, đi đến hỏi, khám bệnh hay, mua thuốc. Đừng chặn ở cửa, cản trở lối đi của người khác. Thái độ của bảo vệ cũng không phải ghê gớm, nhưng giọng điệu vẫn như vậy, lạc đà chạy trong đàn dê, cao hơn một bậc. Lâm Mộng Đình kéo Lý Dục Thần sang bên nhướng đường. Bảo vệ thấy họ nhường lối, cũng không để ý nữa, lại sang một bên chỉ huy đám đông xếp hàng đó. Lâm Mộng Đình thì thầm hỏi Lý Dục Thần, anh định làm thế nào? Chắc không phải đánh thẳng vào trong chứ? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói, anh và nhà họ Bạch không có thù oán, anh đánh vào trong làm gì? Anh chỉ xuất phát từ sự tôn trọng với Trường Xuân Chân Nhân và Bạch Vân Quan. Mới muốn tìm Bạch Phương Hưng đưa anh đến chỗ Vương Sùng Thiên bế quan, nếu không anh trực tiếp xông vào Bạch Vân Quan là được, hà tất phải làm thêm một việc.
Lâm Mộng Đình nói, nếu Bạch đạo trưởng không gặp anh thì sao? Thì anh đăng ký lấy sổ. Lý Dục Thần nói xong, liền đến trước bức tường viết rất nhiều tên bác sĩ chuyên ngành và lời giới thiệu, nhìn mấy cái, không tìm thấy tên của Bạch Phương Hưng. Anh vẫy tay với bảo vệ. Bảo vệ đến hỏi, có chuyện gì? Sao ở đây không có tên của đại phu Bạch Phương Hưng? Lý Dục Thần hỏi. Bạch Phương Hưng, bảo vệ ngẩn người, hình như, đang nghĩ cái tên này, không có cái tên này, anh có nhầm không? Mười mấy bác sĩ họ Bạch của Bách Thảo, đường đều ở trên tường, anh xem kỹ lại đi. Xem ra bảo vệ không biết Bạch Phương Hưng này, cũng có nghĩa là, Bạch Phương Hưng không đến Bách Thảo đường ngồi khám bệnh. Hôm nay ông ta chỉ vì nhà họ Bạch gặp phải vấn đề khó nên đến giúp đỡ. Vậy làm phiền anh đi thông báo một tiếng, nói bên ngoài có người tìm Bạch Phương Hưng, Lý Dục Thần nói. Hay, tôi đã nói với anh không có người này rồi, sao anh không hiểu, bảo vệ hơi nghi hoặc và thận trọng nhìn Lý Dục Thần. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa Bách Thảo đường có không ít người vây đến, đang chỉ trỏ trỏ. Bảo vệ liền bỏ mặc Lý Dục Thần, đi ra ngoài xem. Thì ra, bên ngoài có một cô gái đến. Quần áo trên người cô gái vừa bẩn vừa rách, da mặt nâu nâu, giống như tắm nắng rất lâu, trong nếp nhăn giữa làn da đầy bụi, dường như vừa xuyên không cắt bụi đến đây. Nhưng đôi mắt của cô ta lại trong veo, giống như sao sáng trong bầu trời đêm tĩnh mịch nhất. Nhìn thấy đôi mắt của cô ta, Lý Dục Thần nhớ đến dòng suối trong trên núi Côn Luân. Từ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt và lá rơi trên tóc cùng hạt sương sớm có thể nhìn ra, cô ta chạy cả đêm, chưa từng dừng nghỉ. Bên cạnh cô gái có một con chó, thân mình cũng bẩn thỉu, bộ lông màu nâu thưa thớt và cơ thể gầy gò. Cho thấy nó không được ăn đầy đủ dinh dưỡng, nhưng cũng như vậy, con mắt của con chó cũng trong veo, không có chút xám đục. Trên bưng con chó buộc dây thừng, đầu bên kia chiếc dây là một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy trải chiếc đệm dày, một người nằm trên đó, một chiếc thảm lông phủ kín người đó, chỉ lộ ra cái đầu. Đó là một khuôn mặt vàng nghệ, không có chút huyết sắc, hai bên má không có thít, gò má nhô cao, hốc. Mắt sâu hóm đóng vảy, không nhìn thấy trong mắt. Không cần bác sĩ, người bình thường cũng có thể nhìn ra, người này là vô phương cứu chữa. Mọi người vây xem không phải vì đồng cảm với người bệnh, cũng không phải cười nhạo sự khốn đốn của cô gái hay thưởng thức đôi mắt trong veo của cô ta. Chỉ là cô gái, chó, và bệnh nhân nằm trên xe đẩy hợp thành một bức tranh đặc biệt kỳ lạ. Khiến người ta cảm thấy mới mẻ, lại tràn đầy hiếu kỳ và đồng cảm. Nhưng khi thần thức của Lý Dục Thần đảo lướt lên bệnh nhân nằm trên xe đẩy, lại hơi ngạc nhiên, vì anh nhìn thấy rõ ràng, có một con cóc lớn bò trên người bệnh nhân. Còn có một con rắn quấn chặt con cóc, trong lúc quấn chặt con cóc, đồng thời cũng quấn chặt hồn của người bệnh. Đương nhiên con cóc không phải là con cóc thật, rắn cũng không phải là rắn thật. Đây đều là quan sát của thần thức, trong thần hồn. Mắt thường không thể nhìn thấy. Con người bị yêu tà xâm chiếm cũng không hiếm thấy, nhưng giống như người này cùng lúc bị hai yêu lên quấn lên người, thì vô cùng hiếm thấy. Ở giới tự nhiên, thông thường là rắn ăn thịt cóc, chưa ai thấy cóc ăn thịt rắn. Nhưng trên người này, lại xảy ra chuyện lạ con cóc muốn nuốt chửng rắn. Lý Dục Thần lại quan sát kỹ, nhìn ra một vài manh mối. Hình như là cóc muốn nuốt chửng hồn phách của người này. Còn con rắn đó đang có sức ngăn cản. Đạo hành của con cóc có vẻ cao hơn chút, há cái miệng lớn, rắn và hồn khí của người bị nó hút từng chút. Lý Dục Thần không mạo nhiên ra tay, anh không biết rõ anh ta là ai, đã trải qua chuyện gì. Trong trời đất xảy ra rất nhiều chuyện, không thể chỉ từ bề ngoài suy đoán thiện ác, có lúc cứu người cũng là hại người. Nhưng hai người một chó đến Bách Thảo đường, khiến Lý Dục Thần hơi hiếu kỳ. Bác sĩ của nhà họ Bạch làm sao chữa được bệnh của người này? Cô gái dắt chó kéo xe đẩy, muốn đi vào trong cửa lớn của Bách Thảo đường. Bảo vệ vội vàng chặn họ lại, này, đứng lại. Đây là bệnh viện, không được dắt chó vào. Cô gái chắp tay lại, trên khuôn mặt sương gió lộ ra vẻ áy náy, nói tiếng xin lỗi, bằng tiếng phổ thông không lưu loát lắm, rồi lại dắt chó ra ngoài, đỗ xe đẩy ở bên đường sát bức tường ngoài cổng. Đô Chi. Mày đợi ở ngoài nhé, cô ta nói một câu với con chó. Con chó vẫy đuôi, ngồi xuống bên xe đẩy, hiếu kỳ nhìn những người xung quanh. Điều này khiến anh càng hiếu kỳ. Cô gái đi vào cửa, chắp tay khom lưng nói với bảo. Vệ, xin chào, tôi đến khám bệnh. Bảo vệ nhìn con chó ngoài cửa một cái, cau mày,
nhưng vẻ khiêm nhường nhẹ nhàng của cô gái khiến anh ta không đi đuổi con chó nữa, mà chỉ vào cửa sổ đăng ký nói với cô ta, đến bên đó xếp hàng lấy số. Cô gái gật đầu, liền đi qua, yên tĩnh xếp cuối hàng. Cả hàng tiến lên từng chút, cuối cùng cũng đến lượt cô ta. Cô ta nói, tôi muốn đăng ký số của Bạch Đại Phu. Bạch Đại Phu nào, người xếp số hỏi cô ta. Tôi cũng là nghe người ta giới thiệu, nói là Bạch Đại Phu cậu Bách Thảo Đường thủ đô vô cùng lợi hại, không có bệnh nào mà không chữa được. Hình như tên là Bạch, Cảnh Thiên. Cô có nhầm không, cô nghe người ta giới thiệu lúc nào? Ông cụ Bạch Cảnh Thiên đã qua đời hơn 10 năm rồi, người xếp số nói. Hả, cô gái kinh ngạc, tỏ ra vô cùng thất vọng và bất lực, thực sự đã không còn sống ư. Phí lời, việc này có thể lừa cô à? Hay là cô đăng ký bác sĩ khác đi? Người khác à, cô gái do dự, anh có giới thiệu bác ỏi nào không? Lợi hại giống như Bạch Cảnh Thiên. Việc này tôi không giới thiệu được, người xếp số hơi mất kiên nhẫn, cô tự sang bên đó xem đi, người tiếp. Theo, cô gái thất vọng rời khỏi ô cửa, lại tràn đầy hy vọng đi về phía bức tường viết đầy tên bác sĩ và giới thiệu. Cô ta đứng ở đó, nhìn rất lâu. Xe đẩy đỗ bên ngoài cửa, con chó đó vẫn yên tĩnh gác, không động đậy cũng không sủa. Có hai đứa trẻ nghịch ngợm đi trêu có, bị người lớn giáo huấn, tránh xa ra, chó bản như vậy mà con cũng động vào. Đứa trẻ cầm hòn đá ném chó. Lần này, người lớn không dạy bảo đứa trẻ. Ngược lại còn vui vẻ nhìn. Trong mắt con chó nổi lên cơn giận, nhưng nó vẫn đứng yên. Cô gái còn đứng trước bức tường, xem từng cái biển ên, xem hết một lượt bác sĩ. Bảo vệ hỏi, cô đã xem xong chưa? Sở trường chữa bệnh đều ghi rõ, cô có bệnh gì? Lúc này cô gái mới nói, thật ngại quá, tôi không biết chữ. Người bên cạnh đều ngẩn người, có người lắc đầu, có người cười trộm. Cô gái chỉ yên lặng đứng đó. Ánh mắt vẫn nhìn lên bức tường. Cô không biết chữ, thì xem cái gì, có người không nhịn được hỏi. Tôi không biết chữ, nhưng tôi biết xem ảnh, cô gái nói, tôi muốn tìm một người hiền từ nhất, người hiền từ, chắc có trái tim lương thiện, cho dù người đó không chữa được bệnh của trẻ con, cũng có thể an ủi trái tim trẻ con. Mọi người khịt mũi khó chịu với cô ta. Lý Dục Thần nghe thấy lại động lòng, cô gái này, không đơn giản. Anh cũng nhìn lên bức tường xem những bức ảnh đó. Sau khi lướt nhìn một lượt, ánh mắt của Lý Dục Thần dừng trên một bức ảnh trong đó, sau đó nhìn sang cô gái, muốn biết người mà cô ta chọn có giống mình không. Cô gái nhìn một lượt, dừng lại, chỉ vào một người trên bức tường nói, tôi muốn đăng ký người này. Lý Dục Thần mỉm cười, quả nhiên lựa chọn của hai người giống nhau. Không ít người xung quanh cũng kinh hãi thốt lên. Ha, nhìn cũng chuẩn thật đấy. Đại phu Bạch Kính Đình này chính là con trai của Bạch Cảnh Thiên, cũng là đệ nhất danh y hiện nay của Bách Thảo Đường, người thủ đô đều biết. Ấy, ảnh của đệ nhất danh y tại sao không đặt trên đầu, đặt ở giữa làm gì? Bệnh viện người ta đều đặt chuyên gia giỏi nhất lên đầu tiên. Anh không hiểu phải không, y thuật của Bạch Đại Phu là đệ nhất, nhưng bối phận không phải đứng thứ nhất. Nhà họ Bạch coi trọng quy tắc, bác sĩ bên trên đều là người họ Bạch, sắp xếp theo bối phận. Thì ra là vậy à, đúng là thần, thực sự dựa vào bức ảnh có thể nhìn ra ai lợi hại ư. May mắn thôi. Cũng chưa chắc, cho xem tướng rất kỳ diệu, không dễ nói. Vậy cũng là thầy bói mới biết xem, một cô gái nông thôn như cô ta biết xem cái gì. Tôi thấy cô ta giả bộ không biết chữ. Mọi người bàn tán xôn xao. Cô gái hỏi bảo vệ, anh à, đại phu này tên là gì? Bảo vệ nói, đây là đại phu Bạch Kính Đình. Những cô đừng nghĩ nữa, ông ấy đã hết số, rồi, đã đủ người rồi. À, đủ rồi ư, vậy tôi đăng ký lấy số ngày mai của ông ấy. Ngày mai không có số, đại phu Bạch một tuần ngồi khám 2 ngày. Vậy tôi đăng ký số tuần sau cũng không có, tuần sau nữa cũng không có, số đăng ký đại phu Bạch xếp đến tháng sau rồi, bảo. Hệ nó ô đổi người khác đi, đại phu ở đây đều là danh. Nhưng cô gái dường như đã chắc chắn Bạch Kính Đình, không từ bỏ nói, tôi ra cửa sổ đăng ký hỏi xem. Cô đi hỏi cũng vô ích, bảo vệ hơi khó chịu. Cô gái đến ô cửa sổ, cô ta vẫn xếp hàng theo quy tắc, đợi đến khi tới lượt cô ta, mới hỏi có số của Bạch Kính Đình không. Quả nhiên như bảo vệ nói, số của Bạch Kính Đình xếp đến tháng sau. Cô gái khom lưng, bò lên thềm ô cửa sổ,
cầu xin nói, cô gái, có thể thêm cho tôi một số không? Con trai tôi bệnh rất nặng, không cầm cự được quá lâu, tôi cũng không có chỗ ở, cho tôi thêm một số đi, hôm nào cũng được. Hết số là hết số, nhân viên trong quầy khó chịu nói, ai cũng xin thêm số như cô, bác sĩ có được nghỉ ngơi không? Đừng chặn ở đây, người tiếp theo. Cô gái khom lưng càng thấp hơn, trong đôi mắt trong veo ngấn lệ, cô gái, xin cô đấy, tôi từ Tây Tạng đi thẳng đến đây, đã đi 3 năm mới đến được thủ đô. Ở đây là hy vọng cuối cùng của tôi rồi. Đã nói với cô không được là không được, nào, người tiếp theo. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, sau đó là tiếng thét của đám đông. Có người hô, chó điên cắn người rồi. Lý Dục Thần cũng đi ra theo. Chỉ thấy con chó đó cắn cánh tay của một người già, soạt một tiếng, mảng tay áo rách toạc, người già trừng mắt lùi lại mấy bước, ngã xuống đất. Con chó vẫn sủa về phía ông già, thế như muốn vồ đến, nhưng vì dây thừng buộc trên xe, kéo theo cả xe đẩy bị nó lôi theo. Con chó dường như phát hiện được, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn xe đẩy, dường như đang lo lắng chủ nhân sẽ rớt xuống. Tấm thảm đắp lên người bệnh nhân trên xe đẩy không biết bị lật lên từ lúc nào, rơi xuống đất. Không còn tấm thảm, có thể NSFN rõ bệnh nhân trên xe đẩy là trẻ con, cơ thể vô cùng gầy yếu, cánh tay và chân lộ ra từ trong quần áo nhỏ bé chỉ còn da bọc xương. Con chó cúi đầu ngửi tấm thảm, quay đầu lại hằm hăm nhìn sang ông già ngã dưới đất. Lý Dục Thần nhìn tấm thảm một cái, đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì. Tuy tấm thảm đó bẩn lem nhem, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình ảnh được thêu rất tinh tế, rất giống phong cách thang ca. Thang ca là một bức tranh Phật giáo Tây Tạng trên vải bông, lụa, thường mô tả một vị thần Phật giáo, cảnh hoặc Mạn Đà La. Lý Dục Thần không phải chuyên gia về mặt này, nhưng trong thần thức có thể phân biệt được, tấm thảm này đã có nhiều năm, chất liệu rất đặc biệt là những hình vẽ đó, là dùng nguyên liệu khoáng vật tự nhiên. Đáng quý hơn là tấm thảm này từng khai sáng, cách thức sử dụng có lẽ là một vài bí pháp bí truyền, chỉ là thời gian dài, thần hiệu khai sáng sớm đã mất đi, chỉ còn khí tức sót lại. Ông lão đó chắc chắn đã động vào tấm thảm mới khiến con chó nổi ý thù địch. Đô Chi, sao thế? Cô gái đi đến, đầu tiên nhặt tấm thảm dưới đất lên, đắp lên người cậu bé trên xe. Ngồi xuống bên cạnh con chó, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con chó. Cô ta vỗ về, cảm xúc của con chó dần bình tĩnh lại. Người bên cạnh đều thì thầm bàn tán. Ông lão ngồi dưới đất, giơ cánh tay bị rách tay áo, nói con chó của cô cắn người. Cô phải đền tiền đi. Cô gái vội nói, xin lỗi. Rồi đi đến đỡ ông ta. Ông ta nhìn thấy quần áo bẩn thỉu trên người cô ta, ra vẻ vài phần chê bai, giật tay cô ta ra, nói, cô đừng động vào tôi. Tôi phải đi tiêm phòng dạy chó. Cô đền tiền. Muốn bao nhiêu tiền, cô gái sợ hãi hỏi. Hai ngàn, ông ta hình như không chắc chắn tiêm phòng bao nhiêu tiền, nói khá do dự. Cô gái hơi khó xử nói, tôi không có nhiều tiền như vậy, con chó nhà tôi không có bệnh, thật đấy, các ông tin tôi đi. Con chó có bệnh hay không, không phải cô nói là được, người bên cạnh nói thay ông lão bị chó cắn thì phải tiêm phòng. Nhìn con chó của cô, bẩn như vậy, ở đây là thủ đô, không phải thôn quê, không được dắt cho. Ra ngoài bừa bãi, cô gái khom người, hai tay đặt lên đầu gối, không ngừng cúi người xin lỗi ông lão và đám người, xin lỗi, tôi cũng đến khám bệnh, tôi đi từ Tây Tạng đến, đã đi 3 năm mới đến được thủ đô, đều dựa vào Đô Chi kéo xe. Đô Chi rất ngoan, rất nghe lời, nó thực sự không có bệnh gì. Nghe cô ta nói như vậy, mọi người cùng đồng cảm. Cùng thật đáng thương. Đúng thế, trên xe là con của cô ta phải không, đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cũng có người nói, có đáng thương đi nữa cũng không thể thả chó cắn người rồi thì phải bồi thường. Đúng thế, kẻ đáng thương ắt phải có chỗ đáng hận. Nơi này là thủ đô, văn minh, nuôi chó thì phải được. Phép. Mọi người mỗi người một câu. Cô gái vẫn đang khom lưng xin lỗi. Con chó ngồi bên xe đẩy, dường như cảm nhận được ý thù địch, cảnh giác nhìn xung quanh. Vì càng lúc càng nhiều người vây xem, bảo vệ từ nãy vẫn xem kịch cuối cùng lên tiếng, đừng xem nữa, chặn hết cửa của Bách Thảo Đường rồi. Lại chỉ cô gái nói, con chó của cô cắn người, mau chóng đền tiền đi, cô xem bao nhiêu người vây quanh, thật khó coi. Cô gái khom người. Vẫn luôn miệng nói xin lỗi. Nghe thấy lời của bảo vệ,
cô như hạ quyết tâm, bắt đầu móc túi. Cô ta rút ra một bọc vải từ trong túi, mở ra từng lớp, bên trong có một đống tiền lẻ nhăn nhúm. Tất cả tôi chỉ có bấy nhiêu tiền, đưa hết cho ông đấy, cô ta nói. Ông lão nhìn một cái, tức giận nói, đây chỉ có mấy đồng. Không đủ đền tiền tay áo của tôi. Bảo vệ cũng nói, cô không có tiền thì khám bệnh thế nào, lại còn đăng ký số của Bạch Đại Phu, đăng ký khám Bạch Đại Phu cần 300 đồng, tiền này của cô cũng không đủ đăng ký. Một cô gái bên cạnh nói, ôi thật đáng thương. Nói xong liền đi ra từ đám đông, đến trước mặt cô gái, lấy ra 100 đồng, gì à, tôi là sinh viên đại học. Thủ đô, tôi cũng không có nhiều tiền, đây là chút tấm lòng của tôi, cô cầm lấy đi. Có cô gái làm gương, không ít người cũng đứng ra, lấy ra 100-200. Cô ta nhìn ông lão trên mặt đất, xin lỗi, đa cát nhà tôi lỡ cắn ông. Tôi không có tiền bồi thường cho ông, tôi có thể giặt quần áo, nấu cơm cho ông, làm việc cho ông, hầu hạ ông để đền bù ông. Xin ông hãy tha thứ cho đa cát. Ông lão mặt đầy ghét bỏ, ai, ai cần cô làm việc, ai cần cô hầu hạ chứ? Nhìn lại quần áo trên người cô đi, tắm rửa sạch sẽ bản thân cô trước đi đã. Không ngửi thử xem cái mùi trên người cô, chẳng thua kém gì con chó cả. Cô ta vẫn không tức giận, cũng không khóc thút thít như phụ nữ bình thường chịu ấm ức. Trên mặt cô ta vẫn mang vẻ hiền lành và khiêm tốn, khom người xin lỗi ông lão. Lý Dục Thần sớm đã nhìn ra cánh tay ông lão không hề bị xây xước gì, chó chỉ cắn ống tay áo ông lão, không cắn vào da thịt. Anh đi đến trước mặt ông ta, bỗng dưng nhấc cánh tay ông lão lên. Ông ta giật nảy mình, hỏi lại, cậu làm gì đấy? Lý Dục Thần sắn ống tay áo lên, nói, ông già à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tay của ông không hề bị căn thương. Lúc này người bên cạnh cũng nhìn rõ. Đám người hóng hớt xưa nay không ngại làm to chuyện lập tức xoay ngoắt 180 độ, chỉ trích ông lão. Ha ha, hóa ra là kẻ giả bị đụng vào. Sao giờ người già lại như vậy chứ? Không phải do người già trở nên xấu xa, mà là người xấu đã già rồi. Giả vờ bị đụng mà cũng không thèm nhìn đối tượng, ông thử dây vào xe sang đi. À, ông ta dám động vào xe sang trọng không? Chỉ giỏi bắt nạt người thành thật. Ông lão thẹn quá hóa giận, dứt khoát nằm xuống đất kêu rên, ôi, thắt lưng của tôi, chân của tôi. Chó không cắn đến tôi, nhưng va vào tôi. Vậy ông muốn thế nào? Lý Dục Thần hỏi. Thế nào à? Đền tiền, ban đầu ông lão thấy người phụ nữ không có tiền nên rất nhụt chí, tại đột nhiên có một chàng trai nhảy ra, dứt khoát rời mục tiêu, cậu có gan thì cậu đền thay cho cô ta đi. Lý Dục Thần cười cười, lấy một chồng tiền thật dày từ trong người ra, nói tôi đền tiền, không thành vấn đề. Ông lão nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không nhịn được nuốt nước bọt, đôi mắt lóe lên ánh sáng. Chẳng qua, Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói bên tai ông lão, dù thế nào, trên người ông cũng phải có vết thương, hơn nữa là do tôi làm, tôi mới có thể bồi thường tiền chứ. Chẳng phải ông nói thắt lưng bị hỏng, chân cũng gấy rồi sao? Vậy bắt đầu từ chân trước đi. Nói xong, anh duỗi tay bóp một cái trên đùi ông ta. Người bên cạnh còn tưởng rằng Lý Dục Thần đang kiểm tra vết thương của ông lão. Nhưng ông ta lại hoảng sợ mở to hai mắt, bởi vì ông A rõ ràng nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến thông qua cơ thể, sau đó chân ông ta mất đi chi giác. Gương mặt ông lão bị dọa đến không còn giọt máu. Mặc dù không đau đớn, nhưng tiếng xương cốt tan vỡ này thật quá kinh khủng. Ông ta nhìn chân mình, muốn thử xê dịch, lại nhận ra không động đậy được nữa. Cậu, cậu! Ông lão nhìn Lý Dục Thần như thể đang nhìn một ác ma đến từ địa ngục. Lý Dục Thần vẫn cười tủm tỉm, dùng giọng nói cực kỳ bình thản nói, tiếp đó là thắt lưng. Như vậy sao được, không phải ông bị chó cắn sao? Không, không, không hề cắn được, chỉ căn mỗi quần áo. Vậy ông cũng bị ngã thương còn gì? Không, không bị ngã thương, chuyện không liên quan đến cô ta, là do tôi sai. Lỗi của ông sai chỗ nào? Tôi nhìn thấy tấm thảm trên xe ba gác kia không tệ, tôi từng thấy qua tấm thảm như vậy ở vườn nhà họ Phan, rất đáng tiền, nên muốn đi qua xem một chút. Lần này, mọi người đều nghe rõ. À, hóa ra là chú ý đến tấm thảm của người ta. Gì mà nhìn xem chứ, muốn thuận tay lấy đi thì có. Hóa ra không phải kẻ giả vờ ăn vạ, là trộm. Ha ha, lão già này, chỉ toàn khiến người thủ đô mất mặt.
cũng có người chuyển sự chú ý sang tấm thảm kia. Thật đúng là một tấm thảm tốt, có điều quá bẩn. Nếu ông ta không nói thì tôi còn chẳng để ý đến. Một tấm thảm rách đáng giá bao nhiêu tiền? Anh đúng là không có hiểu biết, đây là tấm thảm Tây Tạng cũ, hơn nữa còn không phải thảm Tây Tạng bình thường, họa tiết tranh trên đó nhìn giống thang ca. Anh lại xem người phụ nữ này, đến từ Tây Tạng, chắc chắn là hàng thật, ít nhất có giá trị mấy chục nghìn. Ha ha, ông lão này thật tinh mắt, cái này mà cũng nhìn ra được, tại sao không đến vườn nhà họ Phan nhặt nhạnh chỗ tốt, lại chạy đến đây làm trộm. Mọi người anh một câu tôi một câu, ông lão trên đất không nghe lọt được chữ nào. Ông ta chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Ông ta biết rõ, sát thần trước mắt này chỉ cần nhẹ nhàng động tay, cái mạng nhỏ của ông ta sẽ không còn. Trước mặt kẻ mạnh thực sự, tất cả tên vô lại chỉ là hổ giấy. Mánh khóe có tác dụng trong quá khứ, bất kể là nhấn mạnh vào quần thể người già yếu thế, hay khóc lóc ăn vạ, lăn lộn trên đất đều không có tác dụng. Mạng nhỏ còn nắm trong tay người ta kìa. Lý Dục Thần biết ông lão này không hề ngu ngốc, tương phản, ông ta rất thông minh, khôn lỏi. Loại người này cực kỳ quý trọng mạng sống của mình, cũng rất biết xem xét thời thế. Nếu ông rất thích tấm thảm kia, không bằng mua lại nó đi. Chỉ cần ra giá hợp lý, nói không chừng con gái nhà người ta bán đấy. Lý Dục Thần thấy vừa rồi người phụ nữ không chịu tiếp nhận tiền của người khác liền biết cô ta rất có nguyên tắc, chắn chắn bất kỳ ai cho cô ta tiền, cô ta đều sẽ không cần. Vậy nên anh nghĩ ra biện pháp này, làm ông ta ra chút máu. Được được, tôi mua, ông ta nói. Vậy ông tính trả bao nhiêu tiền? Tôi ra, 1.000. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.